Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 107 ngày 12 Tránh xa tội lỗi. Kinh Thánh Côrintô nhì đoạn 6 câu 14 đến câu 18. Câu ghi nhớ Côrintô nhì đoạn 6 câu 17. Bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa nó, chúng nó. Hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Nó đọc Kinh Thánh ở trong Côrintô nhì đoạn 6 câu 14 đến câu 18. Kinh Thánh Tân Ước trang 185 tiếp theo phần Kinh Thánh hôm qua. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Cái chữ Belial chúng ta thấy có cái chữ A đây, và chú thích cuối trang đó thì có giải thích đây. Belial là một tên riêng của quỷ Satan. Như vậy là Đấng Christ và quỷ Satan nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: hãy ra khỏi chúng nó, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Câu ghi nhớ chúng ta trong câu số 17. Bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Em điền vào chữ thiếu để biết sự đối nghịch mà sứ đồ Phaolô nêu ra. Ở bên là Đấng Christ, ở bên là Belial là ma quỷ, thì có cái sự khác biệt như thế nào? Chúng ta thấy là công bình với gian ác, công bình có nghĩa là giống như là không có tội. Chúa chịu chết thế cho mình rồi, cho nên mình không có còn tội nữa, mình được xem là công bình. Còn bên ma quỷ nó là gian ác, tội lỗi. Rồi, ở bên đây là gì? Sự sáng. Ở bên đây là sự tối tăm. Chúng ta thấy khi mà chúng ta mới ở ngoài vào trong cái phòng của mình, thì mình thấy nếu cái phòng chưa bật đèn thì mình thấy cái phòng nó bị tối, đúng không? Và khi mình bật đèn lên một cái thì cái ánh sáng nó tràn ngập cả cái căn phòng. Và lúc đó cái bóng tối đâu? Bóng tối bị đẩy lùi, bóng tối chạy đi chỗ khác. Và sự sáng với sự tối không thể ở chung được. Khi mà chúng ta bật đèn lên rồi là cái sự tối biến mất. Khi mà chúng ta tắt đèn là cái sự sáng biến mất. Thì không thể ở chung được. Và Chúa là sự sáng, còn ma quỷ, Satan là sự tối tăm. Rồi, bên Chúa là gì? Kẻ tin là người tin Chúa. Rồi kẻ chẳng tin, không tin. Rồi, đền thờ Đức Chúa Trời
thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời. Còn bên đây là hình tượng tà thần. Rồi, Đức Chúa Trời. Chúa Trời gì? Hằng sống. Đức Chúa Trời hằng sống, có nghĩa là Đức Chúa Trời luôn luôn sống. Đức Chúa Trời không có bệnh, không có già, không có chết. Con người thì chết nhưng mà Chúa là sống hoài luôn. Chúa sống đời đời. Và ở đây là gì? Ma quỷ. Như vậy chúng ta thấy có cái sự đối lập khác nhau giữa Đấng Christ và Belial hay là ma quỷ Satan. Đức Chúa Trời hằng sống gọi em là con của Ngài nên em phải tránh xa phân rẽ khỏi tội lỗi. Và đây là hình ảnh thiếu nhi nói không với tội lỗi. Không, không có phạm tội, không có nói dối, không có giận dữ, không có ăn cắp, không có làm điều xấu, tránh xa tội lỗi. Thái độ cần có đối với ma quỷ là gì? Phải gì? Phải ra khỏi nó. Như ở trong cái câu gốc của chúng ta nè, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ví dụ như chúng ta mặc một cái chiếc áo trắng thật là đẹp để chuẩn bị đi học, thì nếu chúng ta thấy sình bùng, thấy đồ dơ thì chúng ta làm sao? Tránh liền, không có đụng tới, không có để nó dính vào cái áo của mình để cái áo mình bị dơ. Cho nên mình phải tránh, giữ cho cái áo mình được sạch. Cho nên là mình phải ra khỏi nó, mình phải tránh nó, nói không với tội lỗi. Xin Chúa giúp em tránh xa những điều thuộc về tội lỗi và tìm kiếm những điều về Chúa. Rồi, chúng ta có thể dùng làm lời cầu nguyện. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau cầu nguyện nha. Chúa ơi, con xin Chúa giúp con tránh xa những điều thuộc về tội lỗi và tìm kiếm những điều thuộc về Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta nói không với tội lỗi, tránh xa tội lỗi và làm những điều đẹp lòng Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.